Đây là Sai PowerPoint, mình đã thiết kế hơn 360 animation chuyển động để sáng tạo nên phân cảnh intro cực kỳ chất cho bộ phim Squid Game đỉnh đám hiện nay. Tất cả 100% đều bằng PowerPoint. Cả nhà cùng xem đến cuối video để nhận món quà cực kỳ giá trị từ Nightside nha. Và animation cốt lõi để tạo nên intro Squid Game vừa rồi chính là hiệu ứng theo phong cách technology, công nghệ đã được mình hướng dẫn tại nightside.vn/tech. Chúng ta cùng truy cập để làm chủ hiệu ứng đỉnh cao này nha. Và với phiên bản 365 mới nhất của PowerPoint, mình có thể dễ dàng tạo ảnh GIF chuyển động từ những phân cảnh animation ở trên slide. Kết quả có được sẽ giúp chúng ta tự do lồng cảnh intro này vào bất kỳ slide hay video nào, hoặc để nhúng vào các phần mềm biên dựng phim của chúng ta. Chi tiết về bí quyết tạo ảnh động và phim hoạt hình từ tính năng đột phá này của PowerPoint 365, cả nhà có thể xem video tại nightside.vn/GIF. Và nếu cả nhà thích những intro bằng PowerPoint đỉnh cao như vậy thì mình có một tuyển tập 20 bộ intro tuyệt đẹp ở đây. Chúng ta có thể tải chọn bộ 20 intro PowerPoint đỉnh cao này tại nightside.vn/intro. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nightside để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Nightside, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.